vâng uh, xin chào tất cả anh chị và các bạn thế tôi là phan anh và hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ với anh chị một bài học tiếp theo trong chương trình mb marketing bài phan anh và bài học ngày hôm nay thì cũng rất là nhỏ thôi cũng chỉ là một số cái uh, thủ thuật nho nhỏ cái gợi ý nho nhỏ để giúp các anh chị có thể có những cái bước có những cái cách thức để mà chú tâm vào cái việc là chụp ảnh các cái món ăn chụp ảnh uh, không gian của nhà hàng để làm tư liệu truyền thông và quảng cáo. Tại vì sao lại tôi lại phải có một cái bài học này? Bởi vì là nó xuất phát từ cái câu chuyện là hôm vừa rồi thì tôi cũng có một cái anh chị khách hàng. Chị nói là chị cũng mới uh, kinh doanh được ngành hàng F&B được khoảng 3 năm thôi. Nhưng mà cũng trộm vía là chị làm khá là thành công và chị có đã có đến bốn cơ sở kinh doanh. Và chị cũng có nói là Uh, chị cũng ban đầu chị cũng tập thành chụp hình sản phẩm rồi post lên Facebook để chạy quảng cáo và uh, đưa khách hàng đến với nhà hàng và cái công việc kinh doanh rất là tốt và chị có uh, trao đổi với inbox cho tôi và muốn uh, hợp tác với chúng tôi trong cái việc là, là tư vấn rồi làm truyền thông làm quảng cáo và phát triển các điểm kinh doanh tiếp theo của chị trong tương lai chị muốn mở thêm những cái điểm nữa thế thì ngay sau khi có cái bài như thế có cái thông tin như thế thì tôi chợt nghĩ ra là ồ tôi đã quên không hướng dẫn cho các anh chị các cái bước để chụp hình và nhấn mạnh hoặc là gợi ý một số những kỹ thuật bởi vì có thể với rất nhiều người thì cái bài học này nó không có gì cả có đúng không ạ thế nó đơn giản thôi chụp hình thì ai cũng chẳng biết chụp đúng không ạ hay là món ăn đẹp ai chẳng biết thế nhưng đôi khi là trong cái suy nghĩ của chúng ta là chúng ta không chú trọng hết được cái tầm quan trọng của nó chứ chúng ta làm có phần là hơi nhẹ nhàng hơi đơn giản và hơi úi xùi à, thế thì đây cũng là một cái số cái gợi ý nho nhỏ, nhỏ. À, trước khi bắt đầu vào cái bài học là giúp các anh chị mục tiêu là để tạo ra được những cái hình ảnh rất là đẹp về món ăn về nhà hàng chụp những cái khoảnh khắc của khách hàng để làm sao mà dùng những cái đó như một dạng tư liệu để tương tác với khách hàng để gửi cho khách hàng để làm truyền thông, để làm quảng cáo, đúng không ạ? Để dẫn dụ những khách hàng mới đến với nhà hàng của chúng ta, tăng trưởng cái việc kinh doanh lên, có đúng không ạ? À, thế thì uh, tên tôi là Phan Anh thì các anh chị đã biết rồi, đúng không ạ? Thì tôi sẽ bắt đầu ngay. Uh, đây là một số cái gợi ý đơn giản là uh, tôi kết hợp với việc là có slide với lại uh, có những cái ví dụ để cho các anh chị hình dung ra. Uh, tất nhiên là một cái bài học nó cũng uh, nhanh gọn thôi, tôi không đi quá sâu và dườm già vào các kỹ thuật thế thì về thứ nhất là về món ăn thì các anh chị nên cố gắng là, là xào nấu ra những cái món ăn đó và chú trọng vào việc trang trí nó cho nó đẹp mắt đúng không ạ cho nó nghệ thuật hoa lá cành một chút đúng không ạ hay mọi người hay gọi nó là trang điểm món ăn Đấy. kể cả món âu hay món á hay món nhật đi chăng nữa thì bây giờ mọi người cũng nên trang điểm nó thí dụ như là một cái nồi lẩu đúng không ạ thế thì chúng ta có các loại rau các loại củ các loại nấm thịt cá chúng ta bày nó ra trên một cái khay rất là to rất là đẹp đúng không ạ trông xanh đỏ tím vàng các màu lên một cái lồi lẩu xung quanh như vậy sau đó bát đũa chúng ta trang trí một chút chai bia Đấy, các anh chị chắc là tưởng tượng ra cái điều tôi nói đúng không ạ thế thì khi mà khách hàng người ta nhìn thấy cái bức hình đấy người ta sẽ tưởng tượng ra một cái set ăn của tôi sẽ là như thế tất nhiên là cái cái việc mà chụp như thế bây giờ là không khó hầu hết chúng ta chụp được thế nhưng mà các anh chị ở các cái địa phương ở các cái vùng mà uh, uh, tình hình đúng không ạ thì đôi khi là chúng ta uh, không ý thức được cái tầm quan trọng của việc đó hoặc là chúng ta cũng không uh, chú trọng đến việc chụp đấy, và uh, chúng ta hay lên trên Google chúng ta tìm và sau đó thì chúng ta lấy cắp ở trên mạng xuống thì tôi nghĩ là đấy cũng là một cái cách rất là hay xài chùa của người khác nhưng mà rõ ràng là nó không phải là cái món ăn của chúng ta đấy, thì chúng ta có thể sẽ học cái cách là chúng ta tham khảo cái, cái cách đó cái món ăn như thế nhưng mà chúng ta có thể bày biện khác đi đúng không ạ và chúng ta trông làm sao cho nó đầy đặn hơn làm sao cho nó đẹp mắt hơn à, thế thì rõ ràng là mình sẽ dễ dàng chinh phục được khách hàng hơn đúng không ạ đấy là sẽ tạo ra cái sự khác biệt những cái điểm nhấn trong cái bức hình chụp món ăn hoặc là mình quay video mình quay video cái quá trình mình chuẩn bị cái món ăn đấy đúng không rau chuối thì tôi làm như nào rau muống thì tôi làm như nào đúng không ạ các công đoạn mình thu nó lại cho mình bày ra một cái suất lẩu 300.000 hay 400.000 hay là 200.000 như thế thì khách hàng người ta nhìn người ta thấy rất là thích và người ta yên tâm người ta tự tin người ta đến quán bởi vì giá người ta biết rồi món ăn người ta nhìn thấy nó đầy đặn rồi cái 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 khối lượng đúng không ạ cái khối lượng trên từng uh, các cái nguyên liệu chúng ta cũng có thể đưa ra ví dụ như là bao nhiêu gam rau bao nhiêu gam thịt bao nhiêu gam nấm đúng không ạ bao nhiêu gam cá kiểu kiểu như thế thì khách hàng của người ta rất là dễ tưởng tượng. Đấy. Tiếp tục sau khi mình có món ăn rồi, nó là những cái đĩa, những cái bát đấy rồi, thì mình ta, mình sẽ phối hợp rộng hơn một chút nữa thành cái bối cảnh, đúng không ạ? Cái bối cảnh ví dụ như là cái khăn trải bàn này mình chọn cái màu gì, đấy, xung quanh đấy mình có thể để bát đĩa hoặc là uh, có khách ngồi ăn hay không, đấy, uh, nồi nồi lẩu này là nguội hay là nóng, nghi ngút mình sẽ tạo ra một cái bối cảnh bao gồm hoa lá cây cỏ các phụ kiện phù hợp nếu có thì mình nhìn làm sao cho nó trông nó cái độ thật và cái độ cảm nhận nó đánh vào cảm xúc ham muốn nhìn cái là kiểu như là người ta thèm và người ta muốn sử dụng cái món ăn này ngay rất là tốt được chưa thứ ba đấy là về thiết bị để sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng các cái thiết bị như điện thoại di động à, hiện nay thì à, chúng ta không nhiều người là có điều kiện là mua các cái máy ảnh đắt tiền thì điện thoại di động cũng có thể là sử dụng được lý do là ở trên Facebook và trên website thì uh, sử dụng điện thoại di động vẫn có thể chấp nhận được tất nhiên là nếu như mình dùng những cái dòng máy ảnh chuyên nghiệp như là Canon, Nikon, Leica những cái hãng như thế ống kính dài ngoằng chúng ta vẫn nhìn thấy đúng không ạ tức là chúng ta gọi nó là những cái máy ảnh ống kính rời dành cho dân chuyên nghiệp và kết hợp với cả rất nhiều các cái phụ kiện như là đèn chụp đúng không ạ lồng chụp thì nó hơi phức tạp một chút thì tùy vào cái quy mô của nhà hàng thì chúng ta sẽ xem xét cái việc đó những cái nhà hàng cao cấp thì chúng ta thường là phải có đề co rất là kỹ món ăn chúng ta phải chụp hình món ăn rất là đẹp chúng ta phải chụp hình chuyên nghiệp nhưng mà những cái nhà hàng bình dân thì chúng ta cũng không cần thiết phải làm như vậy bởi vì làm như vậy thì rất là tốn kém và những cái cái, cái, cái khách hàng nó cũng cái, cái 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 gu thưởng thức người ta cũng cảm thấy là có vẻ trông nó xa xỉ với họ quá Người ta cảm thấy là nó không thuộc về với người ta Thì mình cũng không nên làm như thế Tức là mình cố gắng là 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 đẹp, trang trí, thuận tiện thế Nhưng nhưng mà mình không nên làm cho nó trở nên là sang trọng, sang chảnh quá Có đúng không ạ? Tùy vào cái tập khách hàng của chúng ta Được không ạ? Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng những đấy Hoặc là chúng ta có thể nhờ bạn, nhờ bè những người người ta có máy ảnh Người ta có kỹ thuật, người ta đến người ta chụp giúp Đúng không? Bạn đến bạn chụp giúp tôi thì tôi sẽ À, tặng bạn một cái bữa ăn tất nhiên là đấy là nói vui vui thế, thế là hai bên là ủng hộ lẫn nhau đúng không ạ thế bây giờ họ đến họ chụp hình cho mình mình mời họ cũng rất là tốt đấy, cũng vừa là hình thức pr vừa là hình thức giới thiệu với khách hàng và bạn bè luôn để tăng cái khả năng truyền miệng được chưa à, đặc biệt là khi chụp hình những cái món ăn như thế này hoặc là chụp hình nhà hàng như thế này thì chúng ta phải hết sức chú ý đến vấn đề ánh sáng bởi vì Bởi vì là các bạn hoàn toàn có thể chụp bằng iPhone hoặc là chụp bằng Samsung như của tôi ở đây, hoàn toàn có thể chụp đẹp trong điều kiện ánh sáng đủ và sáng. Ví dụ như là các anh chị có thể làm món ăn sau đó thì các anh chị mang ra ngoài trời. Ý tôi muốn nói là có thể bê cái bàn này ra ngoài trời đúng không ạ? Xải một cái khăn trải bàn lên đấy hoặc là mình có thể làm một cái thảm cỏ hoặc là bất kể một cái gì đấy để mà khách hàng khi người ta nhìn vào cái món ăn người ta thấy là có một cái độ chiều sâu, có một cái cảm nhận tốt đúng không ạ dễ dàng tưởng tượng ra và kích thích cái, cái 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 thính giác cái vị giác của khách hàng thì rất là tốt đấy mình phải hết sức lưu ý về cái việc đầy đủ ánh sáng bởi vì là cái việc đó nó làm cho cái bức hình nó có đẹp hay không đúng không ạ và lưu ý về màu đấy, màu mình chụp làm sao màu nó phải thật cái món ăn khi mình chọn rau củ quả đấy mình phải chọn những cái màu nó nó có những cái độ tương phản màu tốt đúng không ạ thí dụ như cà chua thí dụ như rau đúng không ạ ví dụ như đậu đúng không ạ đậu phụ mình có thể dán lên mình để vào đấy thì cái cảm giác mình làm nên là một cái bữa tiệc đầy màu sắc ở ngay trên một cái mẹ ăn ngay trên một cái bàn ăn mà giá mình có thể cốp giấu vào đấy luôn là chỉ có ngần đấy tiền thôi thì nó cũng rất là yên tâm đúng không ạ à, mình phải uh, có thể tham khảo trên google bởi vì là google giúp cho các anh chị có thể học được bố cục có thể học được cái cách, cách trang trí được chưa ạ rồi đấy là một số cái gợi ý và tất nhân tí nữa tôi sẽ uh, thao tác uh, một số cái hình ảnh cái để cho các anh chị xem uh, cái hoạt động mà tạo ra các cái ứng dụng media cho nhà hàng uh, media ở đây các bạn hiểu đó là những cái uh, truyền thông đa phương tiện đúng không ạ nó gồm có là hình ảnh nó gồm có là video nó gồm có là infographic hay là motion graphic hay là application bất kể cái gì đó nhưng mà chủ yếu media mà chúng ta đề cập ở đây thì nó sẽ gồm có hình ảnh, bài viết, đường link và 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 video và trong trường hợp này thì tôi đang tập trung mạnh vào hình ảnh và video đúng không ạ? tức là chúng ta sản xuất những cái media dạng là hình ảnh và dạng là video á, cho cái nhà hàng hoặc quán cà phê của mình thì chúng ta có thể là, là chụp những cái bối cảnh như là à, toàn cảnh của nhà hàng Đấy, chúng ta có thể sử dụng phần mềm để ghép à, 360 độ lại đúng không ạ? Thì nhìn một cái bức hình nó rất là rộng, tức là chụp panorama đấy. Thì sau này các anh chị sẽ học thêm một cái kỹ thuật đó hoặc là những cái máy ảnh xịn người ta có thể làm được, đúng không ạ? Kết hợp với phần mềm người ta chụp panorama. À, tại sao tôi biết như thế? Bởi vì cũng không giấu gì các anh chị thì tôi cũng chơi ảnh uh, chuyên nghiệp mà cũng được 7 năm. Ý tôi muốn nói là là tôi sử dụng cái máy chuyên nghiệp uh, chứ còn tôi thì là dân amateur chứ tôi không phải là thợ ảnh chuyên nghiệp. Nhưng mà về tất cả các thiết bị tôi đều đã có và đã sử dụng rất nhiều từ những cái máy ảnh to ống kính rời có studio và bản thân các anh chị đang thấy rằng chúng tôi đang ghi hình trong những studio như này và chúng tôi sử dụng những cái công nghệ đó chúng tôi cũng hiểu biết chút ít à, nói là giỏi thì tôi cũng không dám nhận nhưng mà hiểu biết chút ít để mà chia sẻ với anh chị những cái cách đó để các anh chị tạo ra những cái media rất là đẹp cho mình đúng không ạ mình có thể tập trung vào những cái từng góc của nhà hàng đúng không ạ một cái nhà hàng rộng uh, cây đa bến nước con đỏ mình có thể chụp vào những cái đó đúng không ạ cái bàn cái ghế rồi thì cái bát cái đũa cái menu đã được các bạn đã chuẩn bị rất là kỹ rồi thì bây giờ mình chụp phát là nó lên hình rất là đẹp đúng không ạ rồi thì chụp mà cảnh là khách hàng đang sử dụng món ăn tại nhà hàng những cái khoảnh khắc thú vị của họ tất nhiên là nhớ phải xin phép tôi đã nói rồi đúng không ạ thế còn ví dụ như khách vip thì người ta không cho chụp đâu thì mình phải lưu ý những cái việc đấy cái quá trình nhân viên của mình đang phục vụ nhà bếp của mình đang xào nấu mình hoàn toàn có thể quay lại chụp lại và sau đó mình post lên uh, các cái kênh uh, của mình có được đầy đủ đúng không ạ và mình cập nhật lên nó kết hợp với những cái status nó uh, gần gũi với khách hàng nó mang tính chất là vừa chia sẻ vừa trò chuyện và vừa bán hàng là cái nghệ thuật đấy nó rất là khó đúng không ạ ví dụ như là mình có thể cập nhật facebook cá nhân này fanpage của nhà hàng này zalo của nhà hàng này đúng không ạ website của nhà hàng diễn đàn mà có những cái nick của nhà hàng tham gia đúng không ạ quán xá của mình tham gia như thế rồi thì cũng có thể là youtube đấy để mình tăng được cái lượng sale lên ví dụ như là mình post nên là đầu bếp của chúng tôi đang thể hiện cái món gì đấy chả biết cái món gì nhưng mà trông nó cứ bùng bùng cháy cháy lên thế là cảm giác nó rất là hoành tráng rất đẹp thế thì ý tôi là như thế chúng ta có thể kể những câu chuyện rất đời thường thôi không có gì phải là quá là cầu kỳ Phải kịch bản này, kịch bản kia Tất nhiên, nếu như mà mình có thể thuê Những cái đơn vị chuyên nghiệp để họ làm Đúng không ạ? Ví dụ như họ có thể Sản xuất TVC, họ có thể sản xuất Những cái bộ ảnh rất là đẹp Có tính chất nghệ thuật Có tính chất uh, Gọi là sắp đặt thì nó, nó tuyệt vời hơn Nhưng mà đôi khi là nó sẽ Dẫn tới tình trạng là chúng ta phải cân nhắc Về việc chi phí Và thứ hai nó phụ thuộc vào agency thì Uh, đôi khi là cũng, chúng ta cũng phải chờ đợi đúng không ạ phải set up cả nhân viên cả khách hàng cả đầu bếp cả bên chụp chẹt thì nó cũng uh, mất thời gian thế thì tùy vào cái việc chúng ta sẽ làm như nào thì đấy là một số những cái gợi ý nho nhỏ thì sau đây là tôi sẽ chuyển sang cái phần hướng dẫn cho các anh chị đấy, ví dụ như là các anh chị có thể nhìn như thế này đấy, chẳng hạn như đây là cái nhà hàng la cốt một trong cái nhà hàng mà chúng tôi cũng đang uh, làm cho họ thì các anh chị nhìn thấy rằng là từ cái việc là thiết kế những cái banner, thiết kế những cái hình ảnh để chạy quảng cáo cũng rất là đẹp, Í, ít nhất là theo cái cảm nhận của chúng tôi là cũng có những cái sự chuẩn bị, đúng không ạ? À, không gian của nhà hàng cũng rất là đẹp, món ăn cũng tương tự như vậy. À, chúng ta sẽ nhìn thấy là kể cả, cả thiết kế từng cái menu cũng rất là đẹp. thì cái phần này chúng ta sẽ uh, cũng phải học và phải làm được chưa? Hoặc là một cái nhà hàng đây như là cháo đúng không ạ thì chúng ta thấy rằng là cái việc chụp hình các món ăn cũng được đầu tư rất là kỹ lưỡng để tạo ra cái cảm giác ngon lành cho khách hàng và cái độ cảm nhận tốt hơn được chưa ạ đấy là một số cái ví dụ để tôi đưa cho các anh chị xem đấy. hoặc ở đây là một cái ví dụ khác đây là một cái ví dụ thực tế trong một cái bức hình mà các bạn đang xem ở đây thì là một cái ví dụ thực tế mà chúng tôi cung cấp cái dịch vụ uh, chụp hình và làm quảng cáo cũng như là uh, chăm sóc fanpage cũng như là làm truyền thông cho nhà hàng thì tôi cũng xin phép không tiết lộ đây là nhà hàng nào nhưng các anh chị nhìn ra các anh chị cũng có thể đoán được một cái nhà hàng rất là nổi tiếng ở hà nội đấy thì khi mà chúng tôi có kế hoạch làm việc với nhau thì là nhà bếp lên các cái món ăn tất cả các món ăn của nhà hàng đang có đúng không ạ làm lại cho nó đẹp bày biện nó ra thế là sau đó là chụp từng món riêng lẻ sau đó là uh, chụp cả một cái mâm lớn như thế này để chạy tạo độ kích thích cho khách hàng và chúng tôi cũng mang cả những đèn đóm ống kính này khác đến tất nhiên là tôi cũng xin phép nói là nó không được chuyên nghiệp thực sự đâu nhưng mà ở một cái mức độ nào đó thì như thế là chấp nhận được anh chị hiểu ý tôi không ạ không sao là có những anh uh, hoặc là có những chị làm uh, trong lĩnh vực media truyền thông hay là trong lĩnh vực nhiếp ảnh và bảo ôi rồi trông thế này mà cũng uh, nói là chúng tôi là chuyên nghiệp lắm đúng không ạ không phải như vậy như vậy ý tôi muốn nói là chuyên nghiệp ý tôi muốn nói là chuẩn bị tốt có kỹ lưỡng và có đầu óc nhất định trong cái điều kiện mà nhà hàng cũng như là hai bên là phối hợp với nhau cho phép đúng không ạ bây giờ các bạn chụp như thế này các bạn mất một buổi chiều phí chỉ một vài trăm nghìn nó khác với việc các bạn thuê một đầu bếp nổi tiếng đến nấu nướng các bạn khác với việc là thuê một nhiếp ảnh gia có tiếng đến đúng không ạ ekip bộ sậu đến bắt đầu là sáu bảy cái đèn đánh xong thì bắt đầu là uh, món ăn chụp từng ly từng tí ống kính thì chụp macro kiểu kiểu như vậy rất phức tạp và rất tốn kém à, thì nếu mà các anh chị làm được cái việc như thế thì tôi xin chúc mừng còn anh chị không làm được như thế thì cứ làm như tôi đang làm thôi ý tôi là như vậy đúng không ạ cũng đã tạo ra được những hiệu ứng rất là tốt rồi và quan trọng hơn cả đấy là Nó phải phù hợp với tài chính Nó phải phù hợp với phong cách của quán Nó phải phù hợp với cái tập khách hàng của quán Và cao hơn nữa Đấy là nó chuyển đổi thành khách hàng Nó chuyển đổi thành người mua sau những bức hình Sau những cái video như thế Khách hàng đến nườm nượp với quán Thì tôi xin chúc mừng các anh chị Thì đấy là một số những cái gọi là Gợi ý cơ bản Tôi không dám nói là 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 uh, Chuyên sâu gì cả tôi chỉ nói là những cái bước cơ bản đúng không ạ Các bạn vào Google các bạn tìm đây Trang trí món ăn Hoặc là tiếng Anh các bạn dùng là Food Art Đấy, Dùng cái từ tiếng Anh là Food Art Như thế này Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Chúng ta sẽ tìm được rất nhiều Rất nhiều những cái ý tưởng Để chúng ta làm quảng cáo Để chúng ta làm theo Gắn logo của chúng ta vào Tất nhiên là hãy chọn những cái nó đơn giản thôi Chúng ta không có nhiều cái sự tỉ mỉ Cầu kỳ như thế này nhưng nếu mà làm được như thế thì cũng rất là tuyệt vời trong cái quá trình chạy quảng cáo đúng không ạ hay là food decoration chẳng hạn Đó. thì những cái thuật ngữ như thế bằng tiếng anh thì chúng ta có thể làm được ok thì trên đây là một số những cái gợi ý nho nhỏ của tôi trong cái quá trình làm uh, quảng cáo và làm marketing cho rất là nhiều nhà hàng ở tại thị trường hà nội thì cũng xuất phát từ cái ý muốn là rất mong muốn là các anh chị uh, có được những cái hình ảnh đẹp hơn có những video đẹp hơn uh, để mà các anh chị uh, uh, tiếp thị với khách hàng để các anh chị trò chuyện với khách hàng để các anh chị tương tác với khách hàng tốt hơn và tăng được cái độ cảm nhận của khách hàng uh, và nếu như các anh chị mà cầu kỳ hơn nữa thì các anh chị có thể sau mỗi một cái bức hình các anh chị chụp các anh chị phải chỉnh sửa photoshop dùng các phần mềm uh, để các anh chị gắn logo gắn text vào có đúng không ạ thì tất nhiên cái việc đấy thì nó cũng sẽ đòi hỏi các anh chị uh, tốn công hơn một chút tuy nhiên là trong cái bối cảnh mà để mà làm đơn giản thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là một cái ví dụ khác của cái nhà hàng mà chúng tôi đang làm cho các anh chị xem một cái ví dụ nữa là Đấy, tất cả cái món ăn cũng chỉ là hầu thôi đúng không ạ nhưng mà các anh chị nhìn thấy là cái cảm giác nó rất là xịn rất là đẹp Đấy. các món ăn cũng rất đơn giản như thế thôi cũng chỉ cơm rang nhưng mà các anh chị nhìn thấy nó rất là đẹp đúng không ạ thì ở đây thì uh, chúng tôi có những cái hình ảnh về nhà hàng như thế tất nhiên là cái mỗi một cái file này nó rất là nặng nên là cái việc tải nó hơi lâu một chút Đấy. thế thì khi như này khách hàng người ta nhìn vào cái người ta thấy là cái không gian nhà hàng nó rất là đẹp rất là sang trọng tuy nhiên là họ lại sợ là họ sẽ không có tiền vào thì sao thế thì mình sẽ phải cố gắng là đưa ra các cái set ăn và đưa ra cái mức giá để họ có thể tự tin bước vào hoặc là tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái công cụ cuối cùng Một công cụ đơn giản thôi Đấy là cái công cụ có tên là Canva Tất nhiên là ở trên mạng có rất nhiều công cụ tương tự như thế này Thì đây là một cái công cụ mà 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 thiết kế khá là chuyên nghiệp Nhưng dành cho dân amateur không hề chuyên nghiệp Đây tôi lấy thí dụ như thế này Đây chỉ là một thí dụ thôi Không phải là tôi không biết thiết kế mà phải làm như vậy đúng không ạ Ý tôi muốn nói là các anh chị hoàn toàn có thể làm như này Đấy à, các anh chị đưa món ăn của anh chị lên đây. Các anh chị ghép, các anh chị chọn các layout. À, sau đó các anh chị đưa text vào. Rất là đẹp như thế này. À, kiểu kiểu như thế. Tất cả đều có sẵn thì nó rất là tiện. Các anh chị có thể đăng ký miễn phí cái ứng dụng này và các anh chị sử dụng để làm cho món ăn của mình trở nên đẹp hơn. Thì bài học ngày hôm nay thì tôi xin phép kết thúc ở đây. À, nếu có vấn đề gì xin được trao đổi và thảo luận với các anh chị nhiều hơn. Xin cảm ơn các anh chị và xin hẹn gặp lại các anh chị trong các bài học tiếp theo.